Khi nhắc tới các ngôi sao hạng A của Hollywood, người ta thường liên tưởng đến những từ ngữ như hào nhoáng, xa hoa, đắt tiền. Tuy nhiên, tất cả những từ đó hoàn toàn không hợp khi nhắc đến Ashton Kutcher và Mila Kunis, cặp đôi triệu phú với tổng tài sản ước tính lên tới gần 300 triệu đô la Mỹ, theo Celebrity Net Worth. Ngay từ lần đầu gặp nhau vào năm 1998 trên trường quay đắt 70S Show, cả hai người họ đã toát lên vẻ lãnh đạm, điềm tĩnh và chín chắn. Sau khi về chung một nhà vào tháng 7 năm 2015 và có hai con gái Wyatt Isabel, 8 tuổi và con trai Dimitri Potwood, 6 tuổi, gia đình triệu phú này vẫn duy trì phong cách sống giản dị như vậy. Điều đó cũng tiết lộ cách dạy con vô cùng ý nghĩa của cặp đôi. Cặp vợ chồng siêu sao Kunis và Kutcher hiểu rằng, đối với trẻ con, quá trình học tập bằng cách quan sát hành vi của người khác, đặc biệt là bố mẹ, đóng vai trò rất quan trọng. Vì thế, khi sống trong trang trại sử dụng năng lượng mặt trời tại ngôi nhà ở Beverly Hills, họ mong muốn con mình có thể hiểu hơn về việc sống có trách nhiệm với môi trường là như thế nào. Trang trại của gia đình họ được xây dựng với trọng tâm là tính bền vững. Trang trại của gia đình họ trải rộng trên diện tích 6 mẫu đất, bao gồm một ngôi nhà chính, khu giải trí và gian hàng nướng thịt. Kiến trúc sư người Mỹ Howard Bacon đã tạo cho ngôi nhà trang trại ở LA này một vẻ đẹp mộc mạc, bình dị trong từng ngóc ngách. Bất động sản này được xây dựng với trọng tâm là tính bền vững. Dinh thự tân cổ điển lấy cảm hứng từ Pháp, được xây dựng bằng gỗ tái chế, có cửa sổ kính trải dài từ trần đến sàn nhà, được bao bọc hoàn toàn bằng hệ thống quang điện ẩn. Nguồn năng lượng mặt trời tích lũy rất dư giả cho quá trình sinh hoạt của cả gia đình. Dù là ngôi sao truyền thông nhưng gia đình triệu phú này không khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm và hóa chất không cần thiết để cải thiện ngoại hình. Họ thường xuyên xuất hiện ở những địa điểm công cộng với gương mặt mộc, không cần ăn bận quá trải chuốt, cũng không sử dụng những công nghệ thẩm mỹ thường thấy. Tờ Luxury Launches đã bình luận, hiếm thấy ai đó trong giới showbiz sống, chân thực, trước mặt công chúng như họ. Trong khi nhiều đứa trẻ khác ở Beverly Hills có thể khoe chiếc Birkin, đôi bông tai kim cương trị giá 80.000 đô la Mỹ và thậm chí cả đồng hồ Rolex, những đứa con của Kutcher và Kunis lại không lớn lên như công chúa hay hoàng tử của Hollywood. Cặp đôi thường không tặng quà đắt tiền cho bọn trẻ, kể cả vào dịp Giáng sinh. Họ cũng không thuê bảo mẫu đi theo khắp nơi để chiều chuộng, mà muốn con mình học cách tự lập từ nhỏ. Các con tôi đã quen với việc không nhận được những món quà đắt tiền và họ coi điều đó là việc hiển nhiên. Với một đứa trẻ, có rất nhiều thứ giá trị và ý nghĩa hơn, Kunis chia sẻ. Cặp đôi triệu phú cũng cho biết, họ không thích đi du lịch bằng máy bay riêng, mà chỉ thực hiện những chuyến đi rất bình thường. Gần đây, vào mùa hè năm ngoái, Kutcher và Kunis đưa các con của đi du lịch 10 ngày tại một hòn đảo Hawaii bình dị. Chúng tôi thuê một chiếc xe bán tải để đi đến các công viên quốc gia trên khắp đất nước. Dành thời gian đi chơi với bọn trẻ 24/7 đã là một điều thật ngọt ngào. Tôi có khoảng thời gian tuyệt vời nhất với các con mình, nam diễn viên, Venzen, nhận xét. Có vẻ như tài sản duy nhất mà cặp đôi muốn để lại cho con mình là những kỷ niệm, đặc biệt là những khoảnh khắc đáng trân trọng.